quý vị, bây giờ là 7 giờ sáng và chúng ta sẽ cùng đến với cái phần điểm hẹn, điểm báo trong buổi đầu ngày. Có thể thấy những diễn biến của dịch bệnh COVID-19 và quyết định tiếp tục giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ vào cuối giờ chiều ngày hôm qua là chủ đề được đăng tải rất nhiều trên các trang báo số ra ngày hôm nay. Báo Pháp Luật Việt Nam cũng đã đăng bài 12 tỉnh thành tiếp tục giãn cách xã hội và ngăn nguồn gốc lây lan, cũng là một cái bài rất đáng chú ý trên tờ Tuổi Trẻ. Tờ Nhà báo và Công luận có bài viết đáng chú ý là gói hỗ trợ an sinh xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch. Trong khi đó thì báo Lao động lại chỉ ra những điểm sáng với bài viết doanh nghiệp miễn nhiễm với dịch phải là những đầu tàu để kéo nền kinh tế. Ngoài ra thì có một tiết bài đáng chú ý là ngành nông lâm thủy sản tìm cơ hội mới là một bài khá lạc quan ở trên tờ Công Thương. Còn về mảng giáo dục thì báo Tiền Phong có bài viết thi Trung học phổ thông quốc gia chỉ dừng trong những trường hợp bất khả kháng và nhiều bài viết đáng chú ý nữa. Bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn điểm qua những tiết bài đáng chú ý trong phần điểm báo ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong thời gian thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội, hàng ngàn người vi phạm đã bị xử phạt. Điều đáng buồn là trong số đó có một số cán bộ vi phạm đã không thực hiện trách nhiệm nêu gương mà còn có hành vi quậy phá, thậm chí là vi phạm gián tiếp dẫn đến những hậu quả có thể nói là gây chết người. Trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhiều ý kiến cho rằng với các đối tượng là cán bộ vi phạm thì càng phải xử lý nghiêm hơn nữa. Báo Pháp Luật Việt Nam trên trang nhất và trên trang 7 có bài viết bỏ quên trách nhiệm nêu gương của cán bộ. Theo bài viết này thì ông Lê Như Tiến, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng với các trường hợp trên, cơ quan thẩm quyền cần xử lý nghiêm theo pháp luật. Một công dân bình thường nếu có hành động như thế là đã sai rồi, mà ở đây là cán bộ, thầy giáo, đại biểu dân cử, một đảng viên lại đi chống đối lại chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đáng lẽ những người này ngoài việc gương mẫu chấp hành thì còn phải tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân. Và câu chuyện về việc bỏ quên trách nhiệm nêu gương của cán bộ, mời quý vị và các bạn tìm đọc trên trang 7 của Báo Pháp Luật Việt Nam số ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, và không chỉ có các cán bộ mà rất nhiều những người dân khác trong thời gian vừa qua, khi mà đã có chỉ thị 16 thực hiện giãn cách xã hội nhưng mà vẫn có động thái chủ quan và vẫn ra đường bình thường. Và cũng liên quan đến vấn đề này thì báo Người Lao Động trang 3 có một bài viết với nội dung thắt chặt kiểm soát để chặn dịch. Vào ngày 15 tháng 4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp Ban Thường trực vụ Thành ủy để đánh giá kết quả sau 2 tuần thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng và chỉ thị số 31 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Qua 2 tuần thực hiện chỉ thị 16, Hà Nội cơ bản kiểm soát tốt, khá chủ động, ngăn chặn lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng. Các hoạt động kinh tế vẫn được duy trì, hàng hóa, giá cả, trật tự an toàn, an ninh, xã hội cơ bản ổn định. Các phong trào xã hội được nhân rộng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên thì những vi phạm vẫn xảy ra, đặc biệt ở khu vực nội thành. Và tính đến ngày 15 tháng 4, toàn thành phố đã xử phạt 5.873 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Vi phạm chủ yếu là mở cửa bán hàng ở những cơ sở kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, ra ngoài đường không có lý do cấp thiết. Và tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo thực hiện nghiêm cách ly xã hội trên toàn thành phố, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu vẫn tiếp tục hoạt động bình thường để phục vụ cho người dân của thành phố. Nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp hoạt động bình thường nhưng phải bảo đảm khoảng cách an toàn giữa người lao động tối thiểu là 2m, mang khẩu trang tại nơi làm việc, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn, bảo đảm thông thoáng thường xuyên và có văn bản cam kết không ai bị bỏ lại phía sau là phương châm hoạt động của thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch. Và cụ thể thông tin bài viết này mời quý vị và các bạn tìm đọc trên trang 3 của báo Người Lao Động số ra ngày hôm nay. Để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, tuy nhiên là chúng ta có thể thấy từ sau Tết đến giờ thì tình hình dịch bệnh cũng đã ảnh hưởng rất là lớn. Và chúng ta luôn luôn ở trong một cái tâm lý rất là lo sợ là không biết kinh tế sẽ hồi phục như thế nào, không biết là cái công tác giáo dục sẽ được triển khai ra sao. Ngày hôm qua thì trên các trang mạng xã hội cũng đã truyền nhau cái ảnh chế của rất là nhiều cụ già ngồi ở trong lớp học với cái caption đó là đây là hình ảnh của những học sinh tiểu học sau khi quay trở lại thời dịch COVID-19. Rõ ràng là rất là nhiều người quan tâm đến việc là những cái chính sách về giáo dục và tiếp tục điều hành giáo dục sẽ được diễn ra như thế nào trong cái điều kiện giãn cách toàn xã hội như thế này và tất cả các trường lớp đều đã đóng cửa. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục Đào tạo chắc chắn là sẽ tạo niềm tin cho các em bằng cách thực hiện theo đúng những gì đã công bố và không gây ra áp lực để đảm bảo cho các học sinh có thể vững tâm tham gia kỳ thi tốt nhất. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã nói chỉ dừng thi Trung học phổ thông quốc gia trong trường hợp bất khả kháng, và trên trang 6 của tờ Tiền Phong số ra sáng nay có bài viết
chỉ dừng trong trường hợp bất khả kháng. Theo bài viết này, thì ông Nguyễn Hữu Độ cho biết, theo tính toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu học sinh trở lại trường vào cuối tháng 5 năm 2020 hoặc chậm nhất là 15 tháng 6, vẫn kịp tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia giữa tháng 8 năm 2020. Và nếu tháng 6 năm 2020 học sinh trở lại, trường thì dự kiến sẽ chỉ thực hiện 1 cho đến 2 bài kiểm tra định kỳ với các môn học và một bài kiểm tra cuối năm học. Giai đoạn này, các trường cũng tổ chức cho học sinh làm thủ tục đăng ký dự thi chuyển cấp, thi Trung học Phổ thông Quốc gia, ôn thi cho học sinh cuối cấp. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hướng dẫn chi tiết về việc tổ chức thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Và hiện nay, theo tính toán của Bộ, thì có khoảng 20 trường đại học có thể tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh riêng. Những trường còn lại thực sự có khó khăn, nhưng Bộ vẫn đề xuất các phương án trên tinh thần ổn định. Nếu đã thi thì cũng là một giải pháp, dù xét tốt nghiệp hay lấy điểm thi xét tuyển đại học thì cũng là một giải pháp. Và cụ thể thông tin bài viết này mời quý vị và các bạn tìm đọc trên trang 6 của tờ Tiền Phong số ra ngày hôm nay. Và các thông tin liên quan đến việc là có tiếp tục hoãn lại kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia hay không và phản ứng và ý kiến của các bạn học sinh như thế nào, mời quý vị và các bạn sẽ cập nhật ở phần sau của bản tin. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói một cái câu chuyện tiếp theo, đó là những cái phần mềm ứng dụng học trực tuyến. Rất là nhiều phần mềm được ra đời, ví dụ như là Zoom hoặc là Webex. Có trường thì là chọn cái phương pháp cổ truyền hơn, đó là dùng Skype. Có trường thì lại chọn là dùng qua Zalo nữa, rất là nhiều những cái giải pháp khác nhau để thúc đẩy cái việc học online hiệu quả nhất. Dạ vâng, và đúng như vậy, vì câu chuyện về giáo dục trong thời gian vừa qua để đảm bảo đúng được tiến độ của câu chuyện giáo dục thì rõ ràng có rất nhiều những trường học lựa chọn phương pháp dạy học online. Hơn 500.000 tài khoản dạy học họp trực tuyến trên ứng dụng Zoom đã bị lộ, loạt thông tin cá nhân của người sử dụng đã được các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thông tin khuyến cáo. Và vấn đề này đã đặt ra câu hỏi: phần mềm nào miễn phí và bảo mật cho dạy học trực tuyến? Và đây cũng là chuyên mục trên báo Tuổi Trẻ trang 8 đăng bài với nội dung nên dùng phần mềm dạy học nào. Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam VNCERT thuộc Cục An toàn Thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đã ghi nhận hơn 500.000 tài khoản Zoom đã bị lộ, loạt thông tin cá nhân của người sử dụng, bao gồm email, mật khẩu, đường dẫn URL của các cuộc họp và mật khẩu kèm theo. Theo các chuyên gia an ninh mạng, thì nguyên nhân dẫn đến những lỗ hổng trên của Zoom và cũng là vấn đề lớn nhất hiện nay của phần mềm này là việc tăng trưởng nóng, đặc biệt là trong một vài tháng qua, không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nước trên thế giới. Để góp phần gỡ khó cho hệ thống giáo dục trong đợt dịch bệnh, thì Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký kết một chương trình với nhiều nội dung hỗ trợ các trường học trong cả nước triển khai dạy và học online. Tuy nhiên thì từ ý tưởng này đến việc triển khai trong thực tế dường như còn thiếu những giải pháp cụ thể để các trường có thể sử dụng được các ứng dụng Việt. Có vẻ như là đoạn thời gian giãn cách xã hội, đặc biệt là ở các thành phố lớn như là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn diễn ra và kéo dài nữa. Cho nên cái giải pháp dành cho các trường chắc chắn là một câu chuyện cần được đưa ra để bàn xét ở trong cái thời điểm này. Nên dùng phần mềm dạy học nào, mời quý vị và các bạn tìm đọc ở trên trang 8 của báo Tuổi Trẻ số ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước những diễn biến thực tế về tình hình, những con số báo cáo từ các đơn vị cho thấy là nhiều lĩnh vực ngành nghề vẫn đang duy trì được mức tăng trưởng tích cực bất chấp những tác động xấu của dịch bệnh COVID-19 diễn ra trên cả nước. Và tìm cách thích ứng với bối cảnh dịch bệnh là cách thức mà nhiều doanh nghiệp đang triển khai để có thể duy trì được hiệu quả sản xuất, có thể bật dậy mạnh hơn nữa khi mà dịch bệnh đã qua đi. Đó là nội dung chính của bài Doanh nghiệp miễn nhiễm với dịch phải là những đầu tàu để kéo nền kinh tế, được đăng tải trên trang nhất và trang 3 của báo Lao động số ra ngày hôm nay. Theo bài viết này, thì vụ thống kê công nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư, thị trường quý 1 năm 2020 vẫn đang xuất hiện những điểm sáng trong khu vực kinh tế như ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng tới 28,3% so với cùng kỳ năm trước do sản xuất thuốc phục vụ trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh đó, ngành sản xuất phân phối sản phẩm dầu mỏ tinh chế, ngành sản xuất thực phẩm, điện tử, máy tính quang học, chủ yếu là điện thoại di động và linh kiện điện tử cũng tăng trưởng khá, đóng góp đáng kể vào ngân sách. Tìm cách thích ứng với bối cảnh dịch bệnh là cách thức mà nhiều doanh nghiệp đang triển khai nhằm có thể duy trì được hiệu quả sản xuất hiện tại để có thể bật dậy mạnh hơn khi dịch bệnh đã qua đi. Và cụ thể thông tin bài viết này mời quý vị và các bạn tìm đọc ở trên trang 3 của báo Lao động số ra ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến mọi mặt của đời sống và cũng đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, các mặt hàng nông lâm, thủy sản. Nhưng đây cũng là dịp để các doanh nghiệp và cả nhà vườn thích ứng và tìm những cơ hội mới. Trên trang 4 báo Công Thương đã có bài với nội dung ngành nông lâm, thủy sản tìm cơ hội mới. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam nhận định dự kiến là sau từ 3 cho đến 5 tháng, sự điều chỉnh văn hóa tiêu dùng sẽ chuyển từ mua các mặt hàng tươi
tươi sang các mặt hàng đồ hộp, đông lạnh. Khoảng trống từ một số nguồn cung ứng nông sản bị đứt gãy tại các quốc gia chính là cơ hội cho nông sản Việt tiếp cận. Theo Bộ Công Thương, thì dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu nông lâm thủy sản, tuy nhiên cũng có những kỳ vọng tích cực. Cụ thể là dịch COVID-19 cơ bản đã được khống chế tại Trung Quốc, hoạt động xuất khẩu sẽ không còn bị hạn chế, sẽ là cơ hội cho Việt Nam sang thị trường này. Ngoài ra, thì các ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được kỳ vọng sẽ tác động là thúc đẩy sản xuất trong nước. Chúng ta có thể thấy đó là bức tranh của nhóm ngành nông lâm thủy sản. Còn đối với các cái nhóm ngành về sản xuất, đặc biệt là các khu công nghiệp tập trung, thì ngành dệt may như thế nào? Các doanh nghiệp dệt may đã vượt qua những cái bế tắc như thế nào? Tờ Nhà báo và Công luận trên trang 6 có bài viết Doanh nghiệp dệt may vừa và nhỏ bế tắc vì dịch bệnh COVID-19, cầm cự chờ dịch hay tìm đường vượt bão. Đã có nhiều doanh nghiệp dệt may phải giảm nhân sự và tạm nghỉ các xưởng sản xuất, thậm chí là đóng cửa hàng khi nguồn lực tài chính không còn đủ lực để chi trả cho những chi phí thường xuyên. Cơn bão khủng hoảng vẫn đang càn quét và đẩy doanh nghiệp mới khởi nghiệp đã lâm vào tình huống phá sản. Còn các doanh nghiệp đã tạo dựng được thương hiệu cũng vô cùng lo lắng trước một tương lai ảm đạm khi chưa biết bao giờ hết dịch và cũng chưa biết bao giờ nền kinh tế mới hồi phục trở lại. Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành dệt may vượt qua dịch bệnh, theo lãnh đạo Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAS, nhà nước cần miễn đóng bảo hiểm xã hội, phí công đoàn cho những người sử dụng lao động và người lao động. Đồng thời, doanh nghiệp được khoản nộp các khoản thuế thu nhập trong năm 2019 và các loại thuế đến hết năm 2020. Thời điểm hiện tại, chính phủ cần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu thời trang vải, bù đắp đơn hàng may thiếu hụt và cụ thể thông tin bài viết cũng như là các ý kiến xung quanh câu chuyện là các doanh nghiệp vượt bão như thế nào. Mời quý vị và các bạn tìm đọc trên trang 6 của tờ Nhà báo và Công luận số ra ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng tôi đã điểm qua những cái bài báo đáng chú ý ở trên các mặt báo số ra sáng nay. Và các bạn hãy đừng quên khung giờ quen thuộc vào lúc 7 giờ sáng thì chúng tôi sẽ tiếp tục đọc báo cùng với quý vị và các bạn ở trong mùa dịch COVID-19. Bây giờ đang là 7 giờ 15 phút sáng, quý vị và các bạn đang theo dõi Cà phê Ngày mới. Sau khi chúng tôi quay trở lại sẽ là tiếp tục những cập nhật thông tin đáng chú ý về tình hình dịch bệnh COVID-19. Đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau giây lát.